Chào mọi người nhá. Rồi, hôm nay mình vừa đi câu về. Thành quả hôm nay là như thế nào? Một này. Hai. Ba. Bốn. Bốn nhỏ là 1, 2, 3, 4, 5. 5 con to này đấy. Thì sai rất là đẹp. Hôm nay mình sẽ làm một món đó là dăm bông cá. Thì trước khi làm dăm bông cá thì mình sẽ băm thịt trước. Dụng cụ băm thịt cá của mình thì rất là quan trọng, đơn giản. Thứ nhất là dao. Hai là kéo, thứ ba là thớt. Dao này có một đặc điểm mà có cái bộ phận phía trên này mọi người biết làm gì không? Để cá đó. Thứ hai là kéo nhật. Kéo này là hầu như đa năng cắt cái gì cũng chỉ cắt vậy. Nhưng mà thôi, còn cái này thì mình sẽ dùng dao. Thì mình sẽ bắt vậy. Thứ hai, vậy cắt xong rồi chúng ta làm vậy.
lợi địa Việt Nam. Còn cả ở phía này nó có ăn nhiều độc là đúng, là bởi vì nó là một dạng ăn tạp. Do vậy là cả cái kim loại nặng nó hãy đầm lại trong cơ thể. Và đây mọi người nhìn đây, cái chúng ta mổ ruột ra mình nó sẽ thấy nó như màu đen. Này, thì cái này chính là những cái bộ phận đó. Và nếu như chúng ta khi chúng ta rửa sạch cái bộ phận này đi thì nó chẳng còn là độc cả. Ngược lại cả là khi này là một con cá rất thơm ngon, rất béo, rất thơm ngon. Và cả cái bả từ đây tới đây, khu vực này đều là thịt hết. Chỉ có một đường xương nhỏ từ đây tới đây thôi, ở chỗ cái đường chỉ này. Còn lại ở đây là mấy cái xương lươn ở bên dưới thì nó rất là lớn. Phía sau này thì tôm cũng có xương tương tự như vậy trên này ra. Nó rất là béo. Thì bây giờ chúng ta biết chúng ta cần phải làm được cái này đó là rửa sạch cái phần đen này. Và để rửa sạch ở đây bây giờ chúng ta chỉ cần đắp một dao cao như thế này. Một dao được không phải gì. Một mũ này được. Thậm chí là chúng ta dùng ra khải khải như thế này hoặc là hoặc là chúng ta có thể lột thì luôn cái da như thế này. Mọi người phải thấy từ màu đen rửa xong nó sẽ trắng. Một khi trắng như thế này thì chẳng còn gì độc nữa. Cái phần thịt là cái phần thịt để làm dăm bông. Cái dăm bông thì chúng ta làm cái phần nòng nạc thôi. Đây là mình sẽ cắt một đường từ đây sang chỗ này. Đó, cắt lên đây. Vì sao cắt như thế thì mình sẽ nói mọi người nghe. Phần này làm cho nó tương tự như vậy được hai con cá. Vì sao lại cắt như vậy? Bởi vì mọi người biết là làm cho bông là làm cái phần nạc thôi. Do vậy ở trên này phần này toàn phần nạc thôi. Còn cái đầu này thì chúng ta để làm gì? Đầu này thì mọi người biết là cái đầu này là một cái lươn này là hai rất là béo, nó là mỡ và sùng. Do vậy là mình sẽ cắt riêng để nấu canh canh chua. Hôm nay mình nấu canh chua thì nhắc rồi, ai là tỉnh đồ của đầu cả thì rất là chậm. Nên là con này là mình sẽ bỏ
vào một cái bi như thế này, bỏ vào ngăn đông. Khi nào nấu cảnh thì mình đưa ra và đông cho mình sẽ nấu cà chua. Về thông minh là có một cái bi này để nấu canh chua, mình sẽ cắt cái phần này. Đây là bà con mình vừa làm. Hôm trước thì mình có đấu về lần thứ hai các con họ làm con phạm vào đất mình tự ra như thế này. Mình sẽ để đấy cho nó rạ đông một chút thì mình sẽ quay lại sau để làm dăm bông thì chúng ta cần phải hấp cả hấp cũng được luộc cũng được, hấp cho nó khô và để chống tánh thì chúng ta bỏ vào đó một ít gương. Đấy là cái nhà, đấy là gừng, chút gừng như thế này ra được. Mình sẽ bỏ vào cái son này. Hấp lên, hấp nó. Rồi đây đó thì mình mình sẽ chia ra khắp phần hai lần để không đủ. Như là lại thứ nhất là mình sẽ hấp cái này. Sau khi đã hấp thì mình sẽ lấy ra. Mình sẽ gấp cả ra nó nha. Đấy, như vậy là đây và là hấp xong rồi đấy. Mình sẽ tiếp tục hấp thêm một mẹ này, hấp thêm mẹ này thì mình phải bỏ thêm một chút gừng. Rồi, tiếp tục hấp. Trong lúc hấp thì mình sẽ tách xương và thịt ra khỏi cái bộ phận hấp xong. Lấy da ra luôn mọi người nhé. Thank you.
Sau khi ta trong thịt ra thì chúng ta bắt đầu khâu là đảo giấm bông. Đấy, chúng ta sử dụng chảo chống dịch mọi người nhé. Sau đó là bỏ một ít dầu ăn vào, có thể bỏ dầu phùng cũng được này, hoặc có thể bỏ dầu mè hay là dầu gì đó cũng được. Đấy, sau đó là tráng thật đều, tráng cho đều mặt chảo mọi người nhé. Chỗ nào cũng có dầu bỏ vào dễ cháy lắm đấy. Sau khi tráng cho đều thì chúng ta đợi dầu nóng lên. Đấy. Sau đó là chúng ta đổ cá vào, cá mình chia làm hai mẻ mọi người nhé. Đấy. Và đảo cho bao giờ cho tới khô thì thôi. Trong quá trình đảo thì mọi người lưu ý là khi cá nó khô dần và nó vỡ ra khỏi cái thợ thịt thì sẽ xuất hiện cả cái xương cá mà lúc nãy chúng ta nhặt không hết. Thì trong quá trình đảo như vậy, vừa đảo chúng ta vừa nhặt, nhặt càng kỹ càng tốt, bởi vì tránh trường hợp trẻ em ăn sẽ hóc xương. Đấy, và cứ như vậy đảo khi nào tới khô thôi. Nếu như mà thấy chảy thì chúng ta sử dụng cái vả để mà cào nó lên. Đấy, cào lên nha, những cái lớp chảy bên dưới lên, thì sau đó chúng ta lại tiếp tục đảo đảo cho đến khô thì thôi. Rồi, xong một chảo, bây giờ mình sẽ tiếp tục chảo thứ hai, cũng tương tự như lúc nãy thôi, đổ dầu và tráng đều đỏ vào, tráng đều sau đó là bỏ vào để đảo. Mọi người lưu ý là dầu ít thôi nha, dầu vừa tráng vừa ướt chảo thôi, chứ nhiều quá là dầu nó không bốc hơi được là chậm lắm đấy, lâu khô lắm đấy. Đấy, tương tự như vậy thì chúng ta vừa đảo vừa nhặt xương, nhưng bao giờ nó khô thì thôi. Mình đã đổ hai chảo vào một chỗ rồi, đã nấu được từng này. Sau khi vào thì khô rồi thì chúng ta bắt đầu nêm gia vị vào, bỏ muối, bột ngọt và tiêu. Lưu ý mọi người là ba thứ, trẻ em thì bỏ ba thứ như vậy thôi, còn người lớn chúng ta có thể bỏ thêm ớt cay hoặc thêm đường hay tùy khẩu vị mọi người. Đấy, và sau đó chúng ta đảo đều ra, đảo đều lại. Đấy, là sẽ hoàn thành, cho gia vị nó ngậm đều là sẽ hoàn thành. Mọi người thấy ngon không ạ? Và đây là thành quả. Mọi người thấy ngon không ạ? Rất là ngon. Mọi người xem clip nhớ click đăng ký ủng hộ mình như vậy nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong các clip sau. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.